Cảm ơn khán thính giả Dương Bằng Hĩnh đã xem phần 2 của chương trình phân tách thời sự đặc biệt của Tùng Vista TV. Chúng tôi đang gửi đến khán thính giả một cái đề tài phân tách xung quanh của bài viết của một giáo sư Đại học Hoa Kỳ nói rằng cái vai trò của Hoa Kỳ trong những cái thời đại mới còn hay không còn. Thì phải nói là nhất là nó rơi vào cái thời điểm của ông Donald Trump. Trong phần trước thì chúng tôi đã thấy rằng là ba điều kiện để cho thế giới là thấy rằng là Hoa Kỳ đứng đầu, đó là về kinh tế, quân sự và cái quyền lực mềm. Về quân sự thì có thể nói là Hoa Kỳ hiện giờ vẫn còn bao trùm lên, nhưng mà kinh tế thì bây giờ cái sự cách biệt giữa Mỹ và Trung Quốc nó đã lần lần nó thu lại. Trước đây hơn Trung Quốc 8 lần, bây giờ hơn có 1 lần rưỡi thôi. Thì cái đó là cái mà chúng ta thấy trong tương lai có thể là có khó khăn. Về cái quyền lực mềm thì phải nói là Trung Quốc bây giờ cũng muốn vươn lên để mình tỏ ra một cái quyền lực mềm, giơ cái bàn tay ra rất nhiều, trong khi Hoa Kỳ là ông Donald Trump co lại. Thì cái đó là cái mà chúng tôi muốn nói. Như vậy thì cái vai trò của Hoa Kỳ như thế nào, mặc dù muốn hay không muốn, theo một giáo sư này ông nói đó, thì theo một cái bài viết thì nói rằng cái quyền lực của Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới nó chỉ còn được khoảng nửa thế kỷ 21 mà thôi. Bây giờ là 2011, 2018, 2017, thì như vậy nó kéo dài, và sau đó nó là cái gì nữa, thưa anh VQ? Vâng, tiên đoán như vậy là chỉ tiên đoán về một cái thực tế hiện tại bây giờ thôi. Và chúng ta thấy rằng là từ trước đến nay các nhà phân tích ở trên thế giới cho biết rằng là nó, cái định hình trên thế giới bây giờ nó đang có cái xu hướng đi đến mà tam cực, tức là người ta nói đến cái lực lượng của Liên Xô, của nước Nga dưới thời ông Putin, và cái thứ hai, cái lực lượng thứ hai, cái cực thứ hai là Trung Quốc, và cái cực thứ ba là Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên là những nhà phân tách này đã gạt bỏ ra Âu Châu ra ngoài rồi, không còn làm cái cực như trước đây nữa, bởi vì là ai cũng biết rằng là Âu Châu hiện bây giờ đang đi vào cái gọi là cái già cỗi, như là Tổng thống Trump đã nói. Thì ba cái đó bây giờ chúng ta thử phân tích ra, theo các nhà phân tích đã phân tích như vậy á, thì chúng ta thử nghiệm xem là như thế nào. Với lại nước Nga của ông Putin hiện tại bây giờ, chúng ta thấy rằng là cái tham vọng của ông Putin á, chỉ là muốn thu gom lại tất cả các phần đất, các nước mà đã quy tụ quanh Liên Xô, cái chế độ Liên Xô trước đây, tức là nói một cách cụ thể là các nước Đông Âu. Và đến đó thôi, chưa thấy ông ấy tỏ lộ thêm gì, và những cái tham vọng về Biển Đông, về biển Đại Tây Dương, hoặc là Phi Châu, hoặc là Mỹ Châu, vân vân, chưa thấy có. Thì bây giờ thì đến trong khi đó thì cái nền kinh tế của nước Nga hiện tại bây giờ khó mà có thể sánh kịp cùng với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là một cái phần hai theo như ba cái tiêu chuẩn mà ông tác giả của cái bài nhận định này đưa ra. Còn về vấn đề mà cái gọi là sức mạnh mềm của nước Nga đó, thì người ta vẫn nghi ngại rằng là nước Nga sẽ trở thành, nếu mà có đầy đủ lực lượng, sẽ trở thành một cái nước độc tài, mà cho rằng là không phải là theo cái chế độ ở Liên Xô cũ, nhưng mà sẽ làm cái nước độc tài có những cái ảnh hưởng của ông Putin. Tức là ai cũng nhớ rằng ông Putin là một cán bộ cao cấp trong cái ngành tình báo của Liên Xô trước đây. Đó là về phía Nga. Còn về phía Trung Quốc thì chúng ta thử phân tích xem là ba cái tiêu chuẩn này có đủ để trở thành một cái nước lãnh đạo ở trên thế giới không. Thì trước hết chúng ta thấy là quân sự thì cũng có thể là trong một cái thời gian ngắn tới, Trung Quốc sẽ có thể là có cái lực lượng quân sự, nếu không bằng được Hoa Kỳ thì cũng sắp sửa ngang ngửa với Hoa Kỳ. Còn về vấn đề kinh tế thì trong cái thời gian tới, nhiều nhà mà phân tích tiên đoán rằng là sẽ vượt qua Hoa Kỳ chứ không phải là bằng Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà về cái phần mà gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc á, thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ yếu hơn hai cái khối kia, hai cái cực kia, là đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một chủ trương là một cái nước, tất cả các nước ở trên thế giới đều có tự do, bình đẳng, dân chủ và nhân quyền. Còn Trung Quốc thì không có những cái điểm đó, và Trung Quốc ai cũng đã nhận thấy rõ đó là một cái nước độc tài theo chủ nghĩa cộng sản. Và vì thế cho nên cái chủ nghĩa đó đã bị đánh đổ tại Liên Xô, và trên thế giới bây giờ rất ít các quốc gia cũng như là các nhà lãnh đạo chính trị mà lưu tâm tới và đồng ý những cái phương pháp của đất nước Trung Quốc. Thế thì ba cái khối đó còn lại như vậy, chỉ trong cái thời gian tới, như là tác giả nói rằng trong nửa thế kỷ 21
nửa đầu của thế kỷ 21 này nước Mỹ sẽ mất hết cái quyền lãnh đạo. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà theo sự phân tích như vừa rồi chúng tôi trình bày ra đó, thì nước Mỹ vẫn chưa mất. Mà có thể nước Mỹ nếu vẫn theo cái chiều hướng của Tổng thống Donald Trump, tức là quay về hướng nội hơn là hướng ngoại, thì có thể sẽ giảm cái ảnh hưởng lãnh đạo của mình đi thôi, và sẽ trở thành một cái nước gần như là gọi là cái nước mà luôn luôn trung hòa đứng giữa để mà can thiệp vào tất cả những cái sự tranh chấp ở trên thế giới. Nhưng mà cái sự can thiệp đó không như bây giờ hoặc như trước đây, tức là có tính cách bắt buộc, mà nó sẽ là tùy theo cái trường hợp mà thôi, thưa giáo sư. Thật ra mình thấy là đúng là cái nhìn mình thấy nó hơi đi xa hơn, nhưng mà thật sự còn xa để chúng ta có thể cảm thấy được nó đúng hay sai. Nhưng mà mình nhìn mình thấy cái điều là cái một cái nhà phân tích nói rằng là thế kỷ 21 giữa thời gian đầu, bởi vì hiện giờ chúng ta thấy là cái thế giới chiến tranh lạnh không còn, vì thế cho nên không có cái người mà người ta sợ sệt những cái kẻ thù, giống như bây giờ những cái nước mà sợ cộng sản thì họ phải ngã vào cái phía Hoa Kỳ. Chúng ta thấy trong cái thời trước, trong thế chiến gọi là chiến tranh lạnh rồi, thì Hoa Kỳ tự nhiên là một cái đàn anh, đàn anh hai, và phải giúp đỡ những cái đàn em vô một cái khối của mình. Và vì thế cho nên Hoa Kỳ mới bỏ tiền ra viện trợ và một cách không cần nghĩ rằng là thế nào cả, miễn là đứng về phía tôi chống với cái phe phái cộng sản, cái phe gọi là chiến tranh lạnh. Bây giờ cái đó nó không còn nữa. Và chúng ta thấy ngạc nhiên là mình thấy là ông Trump là một cái người mặc dù làm ăn, làm những cái người tỷ phú làm ăn, nhưng mà có lẽ là ông và những cái nhà mà tham mưu cho ông nhìn ra cái vấn đề đó, và ông nói rằng bây giờ nó không còn như thế nữa. Và khi mình co lại đó thì những cái nước đồng minh, những cái nước bạn của mình họ nhờ mình cái gì, mình cần giúp nữa không? Cho nên cái quan niệm mà hồi xưa là NATO, quan niệm là G7, quan niệm là tất cả những cái chuyện đó, ông Donald Trump, ông không còn thấy cần nữa. Mình đâu có cần cái đó nữa. Và cái đó nó cũng không cần. Vì đúng là cái G7 cũng là một cái liên minh nhiều quân sự, vừa kinh tế mà thôi. Và cái đó là cách mà Âu Châu họ muốn làm. Thì chúng ta thấy hình dung trong cái tình hình này đó, thì ông Trump phải thay đổi. Và mình nghĩ là cái thay đổi của ông Trump đúng, nếu đúng như cái bài nhận định này, thì có lẽ là một cái thay đổi nó cần thiết. Và ổng mới tạo ra những cái sức mạnh, và ổng nói rằng là cũng không cần phải bắt các cái nước đồng minh của mình phải sống theo mình, tức là ổng không cần bắt cái Ả Rập Saudi, tất cả những cái nước đó nó phải sống theo mình. Hồi xưa bắt như vậy cho nên có chiến tranh mới tạo ra cái khủng bố, tạo ra Hồi giáo. Thành ra đây là một cái cách mà mình nghĩ là ngày nay nó phải thay đổi. Thì cái đó là thưa anh Vũ Tân Lan thấy là sao? Dạ thưa dư trì, thưa anh, thực sự nó thì mọi sự đều có thể thay đổi hết. Cái chuyện đó là mình có thể nhìn thấy rằng là từ thế giới lưỡng cực bây giờ nó trở thành ra là nhiều trung tâm. Có thể là có những trung tâm mà nó nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn có hình thành một cái hình thức liên minh nào đó, và trong những cái trung tâm đó thì sẽ có những cái nước đóng cái vai trò lãnh đạo. Tại sao thế? Bởi vì trong các cái trung tâm đó thì thế nào phải có nước mạnh, nước nhỏ, nước và nước yếu. Thì cái nước mạnh ấy là dễ trở thành ra là một cái người lãnh đạo lắm. Thì nhìn chung vào thế giới thì Hoa Kỳ vẫn là cái nước mạnh nhất trên thế giới, phải nói thẳng là như vậy đó. Cái chỗ nào có Hoa Kỳ thì đương nhiên chỗ đó người ta đều coi Hoa Kỳ giống như là anh cả, anh hai vậy đó, là coi như là leader để mà làm cho cái khu vực đó nó ổn định hơn. Vì cái vai trò của một cái nước lớn và nó mạnh, có phương tiện, thì vấn đề là tùy theo cái nước mạnh này họ chủ trương như thế nào. Nếu Hoa Kỳ đó như trước đây vẫn nghĩ rằng là mình có cái bổn phận là phải làm anh hai để duy trì cái sự ổn định ở khu vực này, hay là ở một nửa cái cực, hay là một cái cực của thế giới, thì bây giờ thế giới nó đổi thay rồi, thì cái vai trò của Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ phải thay đổi. Và chúng ta đã thấy cái chuyện đó rõ ràng, có những có giai đoạn thì Hoa Kỳ gần như là anh hai thật sự rồi, bởi vì không ai mà lớn mạnh hơn Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà rồi thì bây giờ đó, cái sức mạnh Hoa Kỳ nó không được như cũ nữa. Rõ ràng là nó nổi lên ông Trung Cộng là rất là giàu có, đứng hàng thứ nhì,
rồi thì là ông Trung Cộng là có mặt khắp nơi, đầu tư khắp nơi, ảnh hưởng tràn lan hết. Có lúc đã nói đến, có lúc có một cái ông mà làm bây giờ là cố vấn cho ông Donald Trump là ông Navarro. Ông viết một quyển sách, ông nói rằng là có thể Hoa Kỳ có thể bị chết bởi China. Điều đó cho thấy rằng là cái sức mạnh mà trước đây nó gọi là tối ưu của Hoa Kỳ nó không còn như trước nữa và có thể sẽ bị đe dọa bởi Trung Cộng. Thế, cho nên chúng ta thấy rằng là nó có thể có những sự thay đổi. Và cái vai trò mà làm lead của Hoa Kỳ đó là nó càng ngày nó càng yếu đi. Nếu mà chính Hoa Kỳ không tự mình là chứng minh được cái đó hay là muốn cho mọi người thấy cái đó thì điều mình thấy rõ ràng nhất là ông Donald Trump với cái chủ trương là American First, Make America Great Again thì là không có muốn chứng tỏ cái vai trò anh hai nhiều nữa, nghĩa là cắt các cái chương trình viện trợ là gọi là USAID là bớt đi này, chính sách ngoại giao cắt bớt đi này. Thì và ông ấy quay về ông ấy hướng nội làm cho Hoa Kỳ mạnh lên, chúng ta thấy chi tiêu về quốc phòng nhiều hơn. Thế thì trên phương diện hiện tại bây giờ về mặt chúng ta có cảm tưởng như là cái vai trò mà lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ là giảm đi, dần dần giảm đi, bởi vì nhất là với cái vị Tổng thống Donald Trump này. Đó, thì cái tác giả của cái bài phân tích này nhìn theo cái chiều hướng đó thì cho rằng cái vai trò lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ là giảm dần, chỉ còn làm lead thế giới phần đầu của thế kỷ thôi. Bởi vì nếu mà cái chiều hướng như thế này ấy, thì tất nhiên là Hoa Kỳ đó là không đóng cái vai trò là lãnh đạo trong cái thế giới mới, không giúp các quốc gia khác nữa. Thì rõ ràng người ta thấy là cái sự nó gọi là giảm thiểu cái vai trò lãnh đạo anh hai của Hoa Kỳ trên thế giới. Vâng, thì trong thời gian sắp tới đây, trong ba vế mà nãy nhà báo Vũ nói là kinh tế, quân sự và phần mềm, thì bây giờ cái phần về kinh tế Hoa Kỳ hơi có vẻ tụt xuống, về phần mềm cũng giảm đi, trong khi đó Hoa Kỳ bung lên cái phần quân sự rất là mạnh. Có thể Hoa Kỳ chỉ nhìn được cái phần quân sự thì thế, chúng ta thấy ông Trump đưa cái lực lượng quân sự của mình là bắn cái Tomahawk vào các cái nơi và hứa là đánh Bắc Hàn phủ đầu, tất cả những cái chuyện đó, dùng cái mũi dùi đó. Và có lẽ là trong cái tình hình mới, trong cái hiện tượng mới mà chúng ta thấy hiện giờ, thế giới nó không còn lưỡng cực nữa và thế giới nó tập ra những cái vùng quyền lực, và những cái vùng quyền lực đó mình thấy nó hình dung ASEAN, hình dung của các cái nước bên các khối Hồi giáo, các cái khối ở phía Nam Mỹ, các cái khối ở Phi Châu, các cái vùng quyền lực đó thì bây giờ có lẽ là thế giới Hoa Kỳ muốn lãnh đạo thì phải lãnh đạo theo cái tầm xa, chứ không có lãnh đạo theo cái lối hồi xưa nữa. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.